Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự khát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm canh tí Ngày này là ngày canh thìn, tháng kỵ Sửu năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ về ngũ hành ngũ hành niên mệnh bạch lạp kim ngày canh thìn tức chi sinh cho can có nghĩa là thổ sinh cho kim và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm bạch lạp kim kỷ tuổi giáp tuất mậu tuất ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày thìn lục hợp với dậu, tam hợp với tý và thân thành thủy cục, xung với tuất hình thìn, hình mùi, hại mão, phá xỉu và tuyệt tuất. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi giáp tuất, mậu tuất, giáp thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, Ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức, tốt mọi việc, sao nguyệt đức, tốt mọi việc, sao thiên mã, hay còn gọi là sao lộc mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, cầu tài lộc, sao thiên ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao tiểu hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, Sao Nguyệt Hư, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao Băng Tiêu ngoại Hãm, xấu mọi việc, sao Hà Khôi, hay còn gọi là sao cậu giáo, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Sao Bạch Hổ, kỵ về an táng, sao Sát Chủ, xấu mọi việc. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ thần hướng Tây Bắc, Tài thần hướng Tây Nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ, mang lại cho bạn có được cơ hội mới, giúp cho những bạn đang còn độc thân, cảm thấy lạc lối, hoang mang với cuộc sống của mình. Thì chỉ cần có thêm chút ánh sáng để cho bạn cảm thấy lạc quan và cuộc sống sẽ tươi mới trở lại với bạn thay vì cố gắng tìm kiếm ở đâu xa thì với bạn tuổi Tý không tận hưởng sự thoải mái của riêng mình trong ngày hôm nay khi bạn đang có được chính quan nâng đỡ. Những khoảng lặng cá nhân giúp cho bạn tuổi Tý đang có được những phút giây thực sự là thú vị. Tìm cho mình một góc để yên tĩnh và thả lỏng cơ thể, lẫn tâm hồn là cách để cho bạn nạp lại năng lượng tốt nhất. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, dự báo cho bạn đang có một số vấn đề xảy ra liên quan tới tiền bạc, tài chính. Có thể là vì trước đây bạn cố gắng trốn tránh cho nên không xử lý được, nhưng đã đến lúc bạn phải đối mặt với chúng rồi. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, hãy đưa cá tính của bạn vào công việc để tạo điểm nhấn tử vi tuổi bính tý thuộc thủy có tin vui từ người mà bạn mong chờ bấy lâu tử vi tuổi mậu tý thuộc họ sự lựa chọn khiến bạn nghĩ ngợi quá nhiều tử vi tuổi canh tý thuộc thổ bạn kiểm soát tình hình một cách xuất sắc tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc nên bình tĩnh xác nhận từng vấn đề về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số số 6, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu. Từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có ngộ hành Sửu Thìn tương phá cho thấy ai đó có thể đưa ra những ý kiến trái ngược với lập trường của bạn Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng họ sẽ trở thành đối thủ của bạn và với bà tuổi Sửu hãy tìm cách sử dụng những ý tưởng, những góp ý của họ Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi Sửu đừng có khăng khăng rằng 9 tháng sẽ thuộc về mình, hãy cứ làm tốt tất cả những gì có thể, chia sẻ mạnh mẽ ý tưởng cá nhân, như thế thì bạn sẽ đạt được những thành quả mà mình cảm thấy hài lòng, bền lâu nhất thổ khí vượng dự báo sức khỏe của bạn mệnh không được như ý đừng cố gượng ép mình vào những guồng quay quá khứ khốc liệt và quên mất rằng sức khỏe của bạn cũng rất được cần quan tâm chăm sóc đúng cách về từ vi tuổi ất sửu thuộc kim học hỏi nhiều hơn mở ra chân trời mới từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy có những niềm tin đã bị mai một từ vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa đừng nóng lòng mong muốn điều gì xảy ra dễ dàng từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ những thông tin bạn nhận được đặc biệt có giá trị từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc hãy luôn nhắc nhở động viên tinh thần của bản thân Vậy đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi tốt, từ vi tuổi dần thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội cho nên với bà tuổi dần đang có được cơ hội tốt để trở về bên gia đình dù mãi theo đuổi những tham vọng ngoài kia thì bạn cũng đừng quên rằng người thân của bạn vẫn luôn ở đó hỗ trợ và động viên cho bạn. Bạn nên biết cân đối cuộc sống để có thêm thời gian ở bên cạnh họa ngay khi có thể. Nhiều điều thú vị, hấp dẫn mà thiên ấn xuất hiện đưa tới cho bạn. Vậy thì với bà tuổi dần hãy sắn tay áo lên và khám phá chúng. Thay vì mất thời gian cho việc phàn nàn, lo lắng vớ vẩn thì tốt nhất là với bà tuổi dần nên chủ động xúc tiến công việc của mình. Thái độ tích cực sẽ giúp cho bạn nắm bắt được những cơ hội mà không phải ai cũng có được. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có ngộ hành xung khắc, nhắc nhở bạn mệnh tuổi dần đừng có tự đẩy bản thân mình vào những sự căng thẳng không đáng có. Con người chẳng thể lúc nào cũng đúng, ai cũng có những lúc sai lầm và việc cho phép bản thân mình được sai sẽ giúp cho bạn bớt đi sự căng thẳng hơn về từ vi tuổi giáp dần thuộc thủy có những trăn trở của bạn nay được tháo gỡ từ vi tuổi bính dần thuộc hỏa, sự chính trực mang lại cho bạn sự tự hào về bản thân từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ công việc diễn ra như ý muốn dù bạn thực lòng không tin tưởng lắm từ vi tuổi canh dần thuộc mộc phát hiện ra một sự thật thú vị nào đó mà bạn đã làm cho mình vui hơn tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim sự chính trực của bạn được ghi nhận về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát Tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Mão thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang gặp ngày Mão Thìn tương hại cho thấy với bà tuổi Mão có thể sẽ phạm phải những sai lầm thay đổi sẽ không thể nào diễn ra một sớm một chiều mà phải trải qua một quá trình. Cho nên, sai suốt hiện tại có đáng là gì? Quan trọng là với bà tuổi mão biết đứng lên và tiếp tục làm việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi mão lại đang gặp được ngày có chính ấn tương trợ. Cho nên với bà tuổi mão có thêm được những vận may trong công việc, theo đuổi sự nghiệp nhiều người có được cơ hội trở nên được nhiều người biết đến, nổi tiếng hơn, không chỉ thể hiện được năng lực của mình mà còn làm được nhiều việc lớn lao khác. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc, dự báo về tình hình tiền bạc của bạn lại gặp khó khăn. Trong giai đoạn này, thậm chí với bạn tuổi Mão có đòi nợ ai đó, lúc này vẫn chỉ nhận được những lời hứa hẹn mà thôi vài từ vi tuổi ất mão thuộc thủy niềm tin đến trong những điều rất nhỏ nhoi từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa có người chê bai năng lực của bạn từ vi tuổi kỵ mão thuộc thổ tinh thần của bạn có phần bị lung lay từ vi tuổi tân mão thuộc mộc vạn sự nên để tùy duyên từ vi tuổi quý mão thuộc kim bạn nên xác định lại các chỉ tiêu mới vài đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. từ vi tuổi thìn thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành thìn thìn tự hình gợi lên cho bạn tuổi thìn đang có những lo lắng không tên Tuy nhiên, một khi bạn dám đối mặt với vấn đề, bạn sẽ hiểu ra rằng chuyện mà mình đang vướng phải cần phải nghiêm túc xử lý, không thể giả vờ trôi qua được. Với bà tuổi thìn, bạn khát khao được trải nghiệm, khám phá những điều mới mẻ trong những ngày cuối năm. Với sự tương trợ của thực thần chiếu mệnh, bạn tuổi thìn hãy cùng bạn bè lên kế hoạch tham khảo các chương trình cần thiết. Tuy nhiên, chớ có nên vội vàng đưa ra một quyết định nào đó. Nếu có bất kỳ ý tưởng hay nào thì bạn hãy cứ thẳng thắn đưa ra trước mọi người, thay vì ai rụ đâu thì đi đó. Ngày này với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, cho thấy sức khỏe là vấn đề bị ảnh hưởng do tâm lý của bạn không được ổn định. Bạn cũng có thể tìm tới ai đó để được chia sẻ những tâm tư riêng, nhờ thế mà bạn mới sớm thoát được khỏi những sự căng thẳng, mệt mỏi. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ sự tinh tế sẽ mang lại cho bạn lợi thế. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, đừng vội bình luận về việc của người khác. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, bạn dễ gặp những sự cố ngoài ý muốn. Từ vi tuổi canh thìn, thuộc kim, có người mang lại cho bạn lời khuyên quý giá. Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, hãy tùy tình hình mà có cách hành sự sao cho phù hợp. Về đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cá tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Từ vi tuổi Tỵ, thứ hai, ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này cho thấy ai đó có thể là đồng nghiệp bạn bè thân thiết sẽ đẩy bạn tuổi tỵ đi tới giới hạn của ngưỡng chịu đựng và khiến cho bạn bùng nổ một cách hết sức là mạnh mẽ và với bà tuổi tỵ bạn đừng quá buồn vì đó là cơ hội để cho bạn hiểu thêm về họ tránh được sự ngờ ngạch và những sai lầm trong tương lai với mình Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tỵ bạn lại đang gặp được ngày có ngộ hành tương sinh, mang tới cho bạn có được tin vui liên quan tới sức khỏe. Nếu bạn duy trì được thói quen tốt trong việc đẩy mạnh, cải thiện sức khỏe bằng chế độ ăn uống và tập luyện thể dục thể thao đều đạn, thì nhất định sẽ nhận được kết quả như mong đợi mà thôi. Và ngày này với bạn tuổi tỵ nhân thần nằm ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mù bàn chân. Vì vậy, bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc họ, cẩn thận, kẻ bị mang tiếng vì những chuyện không đâu. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, bạn chẳng thể nào đoán biết được điều gì đang diễn ra. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, tránh nói những điều vô căn cứ. Từ vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim có những trăn trở của bạn được giải tỏ từ vi tuổi Quý Tỵ thuộc Thủy nên học cách buông bổ vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 7 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc Cát Tường màu đỏ màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ. Từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này có thể đẩy bạn tuổi ngọ vào thế khó với những lựa chọn là điều đáng quý giá. Việc biết đâu là điều cốt yếu sẽ giúp cho bạn tuổi ngọ thiết lập được một quan điểm chung để giải quyết những vấn đề nhạy cảm và phức tạp trong ngày hôm nay. Ngày này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có họa thổ tương sinh, dự báo tình cảm của bạn rất chi là hòa thuận, an vui, có nhiều niềm tin được xây dựng, có những cặp đôi có tin vui trong thời gian này, được nhiều người xung quanh hỗ trợ và ủng hộ cho bạn. Và với bà tử ngọ trong ngày này, những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi vai từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim nỗ lực hết sức mình từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy đào hoa khai sắc từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa tìm được người mình yêu từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ may mắn nối tiếp nhau từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc công việc có bước tiến triển mới và đánh giá của bà tử ngọ trong ngày thứ hai này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao con số may mắn, số 5, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi, thứ hai, ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi mùi á cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi mùi rất có thể sẽ có chuyện diễn ra khiến cho bà tuổi mùi thay đổi suy nghĩ của mình tuy nhiên với bà tuổi mùi cần phải đảm bảo rằng điều đó sẽ tiến trị theo hướng tích cực Đừng để cho những cảm giác tiêu cực làm cho bạn mất niềm tin vào bản thân Vì những chuyện bạn không thể nào làm thay đổi được Ngày này với ba tuổi mùi cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng Cho thấy việc giải phóng năng lượng đóng một vai trò hết sức quan trọng với bạn Việc tập thể dục thể thao, vận động cơ thể là cách để cho bạn rụ bộ những bực bội ở trong lòng mình Và toát mồ hôi hột một chút để sức khỏe của mình được cải thiện tốt hơn. Ngày này với bạn tuổi mùi không thích hợp để cho bạn thực hiện những công việc trọng đại và xuất hành đi xa. Nếu như có công việc bắt buộc phải đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Tây Nam. Hai hướng này sẽ giúp cho công việc của bạn được hanh thông, thuận lợi vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim hãy cư xử văn minh trong mọi tình huống tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy có những điều khiến cho bạn phải trăn trở suy nghĩ tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa tin người sẽ khiến cho bạn bị mất tiền tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ có những điều bạn không mong đợi nhưng lại tới tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc cần phải ngồi lại bên nhau để thẳng thắn trong mọi việc về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tỵ Từ vi tuổi thân thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi thân đó, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ. Cho nên với bà tuổi thân đang có được cơ hội cao sẽ tìm được người ưng ý khi với bạn mở lòng hơn và không đưa ra yêu cầu quá cao cho tiêu chuẩn một nửa của mình. Mọi thứ trở nên thực tế hơn khi bạn hiểu rõ bản thân cũng như là mọi người. Chuyện tình cảm lứa đôi ngày càng rực rỡ khi sợi dây gắn kết của hai người càng bền chặt khi cả hai dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Ngày này với bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh mở ra cho bạn đang có được những cơ hội mới giúp cho bạn gia tăng về tiền bạc, nguồn thu. Tuy nhiên có thể thấy vận may này sẽ không kéo dài được bao lâu. Vì thế với bạn tuổi thân, trong thời gian tới, bạn mệnh nên dựa vào năng lực của mình mà kiếm tiền, Chớ nên vì tham lam mà ảnh hưởng tới cả tiền bạc đã tiết kiệm từ bấy lâu nay. Bên cạnh đó, trong cái vận tình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng cho thấy sức khỏe của bản mệnh lại khá chi là tốt. Những ai đang ốm thì nay đã được cải thiện rõ rệt, căng thẳng đã được đẩy lùi. Tuy nhiên, để duy trì tình trạng sức khỏe ổn định thì với bà tuổi thân vẫn không được chủ quan lơ là khi cho rằng mình đã khỏe rồi. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, chuyện tình cảm thuận lợi, hanh thông. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, công việc thuận buồm xuôi gió. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, đừng vội đòi hỏi điều gì quá lớn lao. từ vi tuổi canh thân thuộc mộc, dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc sức khỏe bản thân. từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim, bạn khó tránh được việc đẩy để xảy ra sai sót Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi thân. từ vi tuổi dậu thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi dậu ạ, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dậu trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành lục hợp mang lại cho bạn có được sự hòa khí trong gia đình. Và dù có nhiều vấn đề đang phải cùng nhau bàn bạc, xử lý, nhưng nhờ sự đồng thuận cho nên mọi việc diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tử dậu, tình hình tài chính của bạn đã ổn định hơn trước rất nhiều. Về cơ bản, nguồn thu và nguồn chi của bạn khá cân bằng. Do đó, bạn đã không còn phải rối tinh rối mù vì những tính toán không đầu không cuối. Và để đảm bảo được kế hoạch lâu dài thì với bạn tử dậu nên biết tiết kiệm chi tiêu, cố gắng không tiêu quá tầm tay trong thời gian này. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tử dậu, bạn lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng, dự báo sức khỏe của bà bệnh trong thời gian này khá tốt. Không những thể chất, lẫn tinh thần của bạn đều tốt mà thể lực của bạn đều rất tuyệt vời để cho bạn mạnh mẽ thực hiện những dự định của mình. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy có tin vui về tiền bạc có người trả nợ cho bạn. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc họ đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ dễ bị hỏng việc. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, hãy có tầm nhìn xa hơn cho từng việc mình làm. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc, hãy cho người khác biết tín hiệu phù hợp nếu cần. Từ vi tuổi quý dậu thuộc kim, suy nghĩ sâu sắc của bạn chưa chắc được nhiều người hiểu. Và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi dần. Từ vi tuổi tốt thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bà tử tuất chua chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xịu mùi cho thấy với bà tử tuất đang có những bất đồng xảy ra với một người bạn hoặc là đồng nghiệp của mình hạn nhìn họ cũng có quan điểm riêng biệt của mình và ra sức bảo vệ nó thế nên Việc cùng đưa ra một quyết định chung sẽ giúp cho bạn giảm thiểu những căng thẳng không đáng có giữa hai người với nhau. Có những điều hạnh phúc đơn giản mà tiền bạc không thể nào giúp mua được, đó là điều mà với bạn tử tuốt sẽ thấm thía trong ngày khi bạn đang có được thực thần ghé thăm. Đừng quên rằng có rất nhiều những cách thức khác nhau để khiến cho cuộc sống trở nên tốt đẹp lên và trong đó có một phần là yếu tố giàu có về cảm xúc bạn hãy để cho mình luôn thoải mái và vui vẻ. Như thế, bạn sẽ cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật là dễ chịu với mình. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tử tốt ngày này, bạn nên kiên cử những công việc như chôn cất, cưới gã, xây cất về nhà cửa, chỗ cửa, các việc làm thủy lợi hay là xuất hành đi xa. Nếu như bạn phải xuất hành đi xa trong ngày hôm nay thì nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam. Hai hướng này sẽ giúp cho công việc của bạn có được sự thuận lợi hơn. Vài tử vi tuổi giáp tốt thuộc họ niềm tin đến từ những việc vô cùng là nhỏ bé. Tử vi tuổi bính tốt thuộc thổ trở ngại trước mắt chỉ là một chút thử thách mà thôi. Tử vi tuổi mậu tốt thuộc mộc bạn luôn có được cơ hội để thay đổi. Tử vi tuổi canh tốt thuộc Kim tránh chỉ trích những ai có ý kiến trái ngược chiều với mình. Từ vi tuổi nhâm tốt thuộc Thủy, sự dễ thương, nhỏ nhẹ là lợi thế của bạn trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi hợi Từ vi tuổi hợi thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này bạn không nên cố chấp cứng đầu trong khi đang gặp thiên quan xuất hiện, việc khăng khăng bảo vệ quan điểm cá nhân và thiếu tôn trọng những ý kiến của những người xung quanh hoàn toàn không phải là chiến lược hay trong ngày hôm nay, thậm chí còn có thể khiến cho bạn thất bại nữa. Ngày này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc, dự báo cho bạn đang có những căng thẳng trong mối quan hệ tình cảm. Bạn hãy học cách chấp nhận điểm mạnh, điểm yếu của mọi người và hỗ trợ nhau chính là bí quyết để có được một mối quan hệ tốt đẹp lâu dài. Thay vì áp đặt quan điểm sống cá nhân vào đối phương thì tốt nhất là cả hai hãy lắng nghe nhau và hỗ trợ nhau nếu cần thiết. Và ngày này với bà tuổi hợi là ngày sát chủ, thiêu quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ. Vì vậy với bà tuổi hợi, không nên tiến hành những công việc trọng đại trong ngày hôm nay, kể cả là xuất hành đi xa hay là ký kết hợp đồng trong ngày nữa. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc họ có cân đô đông đếm nhiều hay tính toán cũng chẳng có ích gì. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ có người mang đến cho bạn lời khuyên hữu ích. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc tình cảm khó chăn hòa vì có người có thái độ chống đối từ vi tuổi tân hợi thuộc kim những góp ý của bạn được ghi nhận từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy hãy bình tĩnh suy xét vấn đề một cách cụ thể và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân.